Vadam Phan, người phụ nữ làm nên lịch sử. Nữ tỷ phú Luang Phan Lam Sam, hay còn được biết đến với tên gọi Madam Phan, đã tạo nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu liên đoàn bóng đá Thái Lan, Pháp và là người phụ nữ đầu tiên tại châu Á giữ vị trí cao nhất trong một liên đoàn bóng đá quốc gia. Hành trình phi thường của Madam Phan bắt đầu từ niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Dưới sự dẫn dắt của Madam Phan, bóng đá Thái Lan đã có những bước tiến vượt bậc, hai lần vô địch AFF Cup 2020 và 2022. Thành tích tốt nhất tại ASEAN Cup Top 4 2023. Phát triển bóng đá trẻ, nâng tầm giải Thái Lích, Madam Phan đã truyền cảm hứng cho cả một thế hệ cầu thủ và người hâm mộ với tầm nhìn chiến lược và tinh thần cống hiến. Hành trình của Madam Phan là minh chứng cho sức mạnh của đam mê và ý chí không gì là không thể khi bạn dám ước mơ và nỗ lực hết mình. Madam Phan là nguồn cảm hứng cho phụ nữ trên toàn thế giới và là biểu tượng của bóng đá Thái Lan. Madam Phan, người phụ nữ